chúng ta sẽ cùng tiếp tục đó, kể một trận. Và câu chuyện hôm nay của chúng ta sẽ là câu chuyện Tết anh lại không về. Cho đến bây giờ, cứ mỗi dịp Tết đến, nhìn các anh trong xóm đi học hay đi làm về trên đường làng, nước mắt mẹ lại lăn dài. Lững thững từ thư viện vô phòng trọ, anh tôi thấy bé Kim đang khê nệ, bưng mâm ra dưới nền nhà. Tôi vàng cất cặp sách, rửa mặt đã ăn cơm. Bữa cơm sinh viên cũng như mọi ngày, vẫn canh rau và con cá kho nhỏ và mấy lát đậu phụ chiên. Với tay cầm thìa canh thì nhỏ trọng mới nói: "Em trông còn chưa đến một tháng nữa là Tết rồi, thích quá mấy chị nhỉ, Tết tha hồ đi chơi." Kim tiếp lời: "Tự mình lớn rồi không mong lì xì mừng tuổi như mấy em nhỏ, nhưng cũng được dịp khoe bộ cành mới. Nhà em ăn Tết lớn lắm chị Khuê à, Tết nào cũng phải mổ heo nhà." Thế hai chị em trọng Kim hớn hở kể chuyện nhà. Chúng ăn Tết mà chúng tôi đã lãnh đạo ăn cơm, không nói năng gì. Chúng thắc mắc: "Sao chị nói không nói gì cả vậy, nhà chị ăn Tết lớn không? Chứ năm nay tụi em phải ra nhà chị chơi mới được." Trọng nói, tôi khẽ khàng: "Ừ, Tết mấy em cứ ra chơi cho vui, nhà chị ăn Tết cũng thường à." Câu chuyện trong bữa cơm trưa như thêm một cái hậu cho những cho chuyện mừng ngày Tết sắp đến của những nhóm bạn tụng năm tụng bảy trên lớp học mấy bữa nay. Lật tay những câu chuyện hào hứng ấy là lòng tôi lại trùng xuống, mơ màng về ngày Tết đã qua của gia đình mình với Trọng, Kim hay ai đó nữa, thì ngày Tết là dịp của gia đình sum họp sum vầy. Còn tôi lại là một điệp khúc khác hẳn, điệp khúc buồn mà chỉ nghĩ tới đã thấy ớn lạnh cả người, không muốn đối mặt. Nếu cho quyền lựa chọn thì tôi muốn từ nay về sau không có ngày Tết Nguyên Đán nào diễn ra nữa. Không biết nỗi sợ cố hữu này bắt đầu từ đâu nữa, từ cái vất vả công việc dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ đạc gần Tết, hay nỗi sợ bắt gặp những giọt nước mắt lên lăn dài trên mắt mẹ tôi. Tính tới hôm nay là đã 9 năm trôi qua rồi mà tôi còn nhớ như in hình ảnh của cái Tết âm lịch 2004 ấy. Nhà tôi có ba chị em cả thầy, chị hai với lại anh ba sinh cách nhau 1 năm, còn tôi là út ráng sinh cách anh ba những 7 năm. Là út trong nhà này tôi được cưng chiều và học nhiều nên đâm ra nhỡ sự cái gì cũng tranh phần hơn. Với anh chị, mỗi khi được quà gì còn ba nặng nhọc thì anh chị gánh vác. Ấy vậy mà nhiều lúc tôi còn gây chuyện để ba mẹ trước mặt anh và chị. Sau này nghĩ lại tôi thấy hối hận, sao mà những người đó mình đã ích kỷ quá. Mãi lạc trong hoài niệm, tôi thấy những kỷ niệm ấu thơ thủa về mới ngọt ngào làm sao. Đó là những ngày tôi cùng anh chị ba chăn giữa mấy con bò trên gò đất cao của lòng của làng. Nhiều làm sao, nhiều lúc hai anh em chơi với nhau với mấy đứa trẻ trong làng đến độ để bò ăn lúa và rau mùa bị chủ nhà lúa trách mắng, về nhà lại bị ba mẹ phạt đồn. Vui nhất là khi mấy con bò ăn non căng bụng như những cái trống trở về thì anh nhấc bóng tôi ngồi trên lưng bò. Ok, chúng ta cùng đến câu chuyện này trong cái video tiếp theo nhé.